Hello cả nhà, hello, welcome back. Welcome back Dương Khoan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Đây là cái lò mà để mình nấu brisket hoặc là barbecue mà loại hầm đó nha. Nấu những cái hộp gỗ này nó gọi là pallet. Thì chia sẻ với bà con mình tội gỗ này, gỗ ốc nha, rất là thơm. Mà mình smoke cái miếng brisket của mình đó, giờ là miếng brisket của em trong đó là 206 rồi, mình set 250 đầu ép, thì là miếng này 15 tiếng rồi đó, cái miếng em đang hầm trong này. Thì chia sẻ với bà con cái này đi thẳng vô miếng thịt của mình nè. Còn nhiệt độ trong lò là 250 giờ 252. Thì sau khi mình nấu giai đoạn công đoạn đầu đó là 10 tiếng rồi, lấy giấy quấn lại cho nó gọn gàng. Thì đây là cái mỡ ở trong nó ra nè, nó xuống đây thì hơi nóng ra rất là ok luôn. Quấn lần hai thì em tăng nó lên được 250, như đầu em nấu tới 200 thôi, 10 tiếng. Thì 7 giờ sáng bỏ vô rồi thì giờ được mình được 7, 8, 9, 10, 11 giờ 5 tiếng rồi, 4 tiếng rồi. Thì cái này khoảng chừng đúng ra giờ là em thấy hơi được rồi, tại ở trong nó được 206 ok rồi. Thì để cho nhiệt độ lên chút nữa đi, thì nếu mà mình không nói quá thêm một 2 tiếng nữa đi là mình đem ra cho nó nằm nghỉ. Nghỉ khoảng 2 tiếng nữa là chiều nay mình có một miếng brisket ức bò nha. Brisket là cái ức bò đó, rất tuyệt vời. Thì chia sẻ cái clip ngắn này bà con mình để sau này mình có tiệc tùng đó mình làm miếng brisket. Thì bà con nếu sau này có ai mà thích brisket đó thì bên em tự làm. Em thấy bán ở ngoài 35 đồng một pound á, tại vì thời gian nấu tới mười mấy hai chục tiếng nè, rất là lâu. 35 đồng một pound sẽ bán ở dưới STP đó, thì mình ăn thử rất là ngon. Nhưng mình tự làm rồi, cái công thức mình chế biến riêng chút nữa mình làm hơi lạ chút, thì khẩu vị rất là thích hợp theo như mỗi người, một cái cách ốp riêng. Ok, bên em có nướng đó, bà con nếu có nhu cầu thì cho em biết. 20 tiếng miếng brisket, miếng ức bò đó, rất là ngon. Ok, em chúc quý vị Happy Thanksgiving nha. Thì cái chương trình này coi chiều nay đó, em xin tổng chào.